Kiev lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị hòa bình lần 2 Nga mở cuộc tấn công vào 14 tỉnh Ukraine Nga tấn công quy mô lớn hạ tầng năng lượng Ukraine Năng lực sản xuất điện của Kiev tê liệt Ukraine sẽ vận hành F-16 ra sao Để chống lại máy bay mang bom lượn Nga Các nước EU đồng ý khởi động đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova ae cảnh báo nóng về an toàn hạt nhân ở Zaporizhia. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Hãng thông tấn Interface Ukraina dẫn lời một quan chức cấp cao mới đây cho biết, Ukraina tin rằng hội nghị thượng đỉnh lần hai nhằm xem xét thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo đó, phó chính văn phòng của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ông Igor Zhokka cho biết, Ukraine dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vào cuối năm nay. Ông nói, chúng tôi muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai trước cuối năm nay. Quá trình này không nên bị trì hoãn. Ukraine không giống ai khác, muốn hòa bình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, Ukraine chắc chắn không muốn hòa bình dựa trên cái gọi là sự thừa nhận thực tế của Nga. Ông cho biết, Kiev không thể chấp nhận yêu cầu của Nga về việc rút quân khỏi bốn khu vực. Về hội nghị hòa bình thứ hai, ông Jokka nói rằng sự kiện này có thể do một quốc gia ở Nam Bán Cầu tổ chức. Song ông từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Ông cho rằng Nga có thể cố gắng ngăn chặn hội nghị diễn ra. Trong diễn biến có liên quan, giới chức ở nhiều tỉnh của Ukraine sáng 22 tháng 6 khẳng định các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến hàng chục người thương vong. Theo trang tin The Kiev Independent, Nga đã tấn công các mục tiêu tại 14 tỉnh của Ukraine, gồm Chernihiv, Sumy, Odessa, Mykolaiv, Lugansk, Vinicia, Elviv, Volin, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Kherson, Kharkov và Donetsk. Số thương vong nói trên được báo cáo ở 4 tỉnh Zaporizhia, Kherson, Kharkov và Donetsk. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Ometchuk ngày 22 tháng 6 tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 13 máy bay không người lái tấn công và 12 trong số 16 tên lửa do Nga phóng trong đêm 21 tháng 6 và dạng sáng 22 tháng 6. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 6 tuyên bố lực lượng của họ đã sử dụng tên lửa tầm xa, phóng từ máy bay, tàu chiến và máy bay không người lái để tấn công cơ sở năng lượng ở Ukraine mà họ cho rằng hỗ trợ hoạt động sản xuất quân sự, cũng như các kho chứa đạn và vũ khí trên không do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tấn công mới nhất nhằm đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Nga. Ukraine trong mấy tháng qua đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào những cơ sở dầu mỏ của Nga, bao gồm cả những cơ sở nằm xa biên giới. Pháo xung điện tử với những đặc điểm độc đáo và tiềm năng ứng dụng rộng lớn trong tương lai, được kỳ vọng sẽ sớm chứng tỏ tính hiệu quả trên chiến trường. Thông tin mới nhất về pháo xung điện tử của Nga đã được hãng thông tấn TASS đề cập sau khi tham khảo hai nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này. Được biết, phạm vi tác động của vũ khí trên lên mục tiêu đã đạt tới con số 10 km để so sánh, ở giai đoạn phát triển ban đầu, cự ly hiệu quả của pháo xung điện từ chỉ nằm trong khoảng từ 1 đến 2 km. Việc thử nghiệm vũ khí xung điện từ đã được Nga tiến hành kể từ năm 2015 và trong giai đoạn phát triển vừa qua, họ đã đạt được những cải tiến đáng kể liên quan tới hiệu suất. Một trong những tính năng nổi bật của vũ khí xung điện từ là khả năng vô hiệu hóa mục tiêu mà không cần tiếp xúc vật lý trực tiếp. Bức xạ xung điện từ sẽ tấn công thiết bị điện tử, khiến nó đặc biệt hiệu quả khi chống lại phương tiện công nghệ cao của đối phương vốn chứa đầy linh kiện bán dẫn, pháo xung điện tử sẽ trở thành cơn ác mộng thực sự đối với những lực lượng vũ trang được số hóa. Việc phát triển pháo xung điện tử cho thấy Nga đã sẵn sàng cho những thách thức mới trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Vũ khí này sẽ trở thành yếu tố then chốt, mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy trước các mối đe dọa công nghệ cao. Công nghệ hiện đại và thành tựu khoa học cho phép Nga đặt niềm tin vào việc cải tiến hơn nữa pháo xung điện tử, giúp tăng cường khả năng phòng thủ và đảm bảo lợi thế của họ trên trường quốc tế trong xung đột với Ukraine khi NATO tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tối tân trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ. Quân đội Nga cũng thu được trên chiến trường Ukraine rất nhiều vũ khí như vậy, gồm xe tăng Leopard 2 của Đức, xe chiến đấu bộ binh Marder và các loại xe thiết giáp chiến đấu tương tự của Mỹ, Pháp và các nước khác quyên góp cho Ukraine như Bradley M2A2, CV9040. Theo website Defense TV, các loại vũ khí trên mà Nga thu được có thể giúp nước này tạo ra các hệ thống vũ khí mới đối phó cụ thể với xe chiến đấu của phương Tây. Website trên than phiền rằng Ukraine đã phải tung ra các loại vũ khí dự trữ của họ, bao gồm các thiết bị do phương Tây cung cấp nhưng không đạt hiệu quả cao và số vũ khí này cuối cùng lại lọt vào tay người Nga. Theo website này, sau khi tháo rời các chiến lợi phẩm đó để nghiên cứu, các kỹ sư Nga sẽ tìm ra các điểm yếu của xe thiết giáp NATO. Trang Defense TV cho rằng, giờ thì các kỹ sư Nga sẽ quen với công nghệ và nguyên tắc thiết kế tiên tiến của phương Tây. Trang web này nhận định, Kiến thức đó có tác động đáng kể lên chiến lược quân sự của Nga và công cuộc phát triển quân sự của nước này. Việc nắm rõ điểm yếu trong hệ thống giáp, cảm biến, thiết bị điện tử của những xe thiết giáp phương Tây có thể dẫn tới chỗ Nga phát triển được các biện pháp đối phó nhằm nâng cao mức độ sống sót của xe thiết giáp Nga trước các mối đe dọa tương tự. Thống đốc khu vực Krasnodar Krai của Nga, ông Veniamin Kontratiev vừa cho biết trên kênh Telegram của mình rằng các tòa nhà hành chính tại nhà máy lọc dầu Insky tại khu vực này đã bị hư hại do cuộc tấn công vào ban đêm của các thiết bị bay không người lái UAV Ukraine. Nhà máy lọc dầu Insky là một trong những nhà máy lớn nhất quốc gia. Theo Reuters, nơi này có khả năng lọc 6,6 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương 132.000 thùng mỗi ngày. Thông đốc Kondratiev viết, cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực của chúng tôi đã bị Kiev tấn công lớn. Ở Krasnodar, tòa nhà nồi hơi cạnh bến xe buýt Yuzhny đã bị hư hại. Ở quận Sevesky, các tòa nhà hành chính tại một nhà máy lọc dầu bị hư hại. Ông nói thêm, thật không may, đã có thương vong trong số các công nhân tại các cơ sở này. Họ đang được cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu do mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái rơi xuống đã nhanh chóng được dập tắt. Hiện tại, Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo nhưng một chiến dịch tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu năm đã được Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine tuyên bố công khai. Trước đó, các quan chức Nga cho biết các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, một ở vùng Tambov và một ở Cộng hòa Adygea. Tờ Moscow Times vừa đưa ra thống kê rằng ít nhất 40 kho dầu và nhà máy lọc dầu của Nga đã bị thiết bị bay không người lái tấn công kể từ đầu năm trong đó có một số kho lớn nhất nước này. Hồi tháng 3, Phó Thủ tướng Ukraine Olha Stefanisina cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp vì chúng hỗ trợ nền kinh tế Nga phục vụ cho cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ hơn 100 thiết bị bay không người lái do Ukraine phóng trên đường tấn công Crimea, Krasnodar Krai và khu vực Volgograd của Nga. Bộ này cho biết nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công cực đoan bằng cách sử dụng xuồng không người lái và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Tuyên bố của bộ trên cũng nêu các hệ thống phòng không trực tiếp đã chặn và tiêu diệt 70 UAV trên lãnh thổ Cộng hòa Crimea và Biển Đen, 43 UAV trên địa phận Krasnodar Krai và một UAV trên địa phận tỉnh Volgograd ở phía tây bắc Biển Đen, lực lượng không quân, hải quân của hạm đội Biển Đen Nga đã phá hủy 6 xuồng không người lái của Hải quân Ukraine. Ngày 22 tháng 6, Kiev cho biết, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía Tây và phía Nam Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, các thiết bị tại các cơ sở của nhà điều hành Ukrainego ở các vùng Zaporizhia và Elviv đã bị hư hại. Đồng thời nói thêm rằng, hai nhân viên đã bị thương và được đưa vào bệnh viện ở Zaporizhia. Bộ trên cho biết, đây là cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn lần thứ 8 nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 3 tháng qua. Trong hơn 2 năm xung đột, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái có mục tiêu của Nga đã làm tê liệt năng lực sản xuất điện của Ukraine và buộc Kiev phải cắt điện luân phiên và nhập khẩu nguồn cung từ Liên minh châu Âu, EU. Các quan chức Ukraine cho biết, cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cả một nhà máy điện, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công lớn lúc nửa đêm, khiến 7 nhân viên bị thương. Trước đó hồi đầu tháng 5, Tổng kết thiệt hại của ngành năng lượng, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết, các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa quy mô lớn của Nga khiến hạ tầng năng lượng Ukraine tổn thất hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine khẳng định, hôm nay chúng tôi nói về số tiền thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng con số tổn thất sẽ còn tăng lên. Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine gần như hàng ngày bằng UAV và tên lửa kể từ ngày 22 tháng 3 khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Bộ trưởng Galushchenko nhấn mạnh, các cơ sở sản xuất nhiệt điện, thủy điện cùng hệ thống truyền tải điện chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 4 cho biết, các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch phi quân sự hóa của Moscow. Hoạt động này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu khi xung đột bước sang năm thứ ba hồi tháng trước khi ukraine nỗ lực ngăn chặn đà tấn công các quan chức nước này cho biết họ một lần nữa phải đối mặt với thách thức rất lớn trong việc duy trì nguồn điện khi lực lượng nga ngày càng nhắm tấn công vào các nhà máy điện để tiết kiệm năng lượng chính phủ ukraine đã lần đầu tiên ra lệnh cắt điện luân phiên trên toàn quốc mở rộng khu vực cắt điện nhỏ vốn đã trở thành thông lệ người đứng đầu dtech công ty điện lực tư nhân lớn nhất ukraine viết trên mạng xã hội đây là một tiền tuyến khác trong xung đột ông maxim timchenko cho biết toàn nhân lực của công ty đang tham gia vào một cuộc chạy đua với thời gian để khôi phục nguồn điện cho người tiêu dùng. Việc cắt điện trên toàn quốc áp dụng từ 18 giờ mỗi ngày đến nửa đêm sẽ lần đầu tiên ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine đánh giá các quả bom lượng KHB đang là vũ khí thần kỳ của quân đội Nga và đến nay Ukraine trên thực tế vẫn chưa có biện pháp đối phó. Nhà phân tích Justin Bronk cho biết trong một nghiên cứu mới của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSSIA, nghiên cứu về an ninh và quốc phòng, máy bay ném bom Su-34 của Nga bay cao và nhanh, có thể phóng một quả bom lượn ở khoảng cách 40 km và thậm chí 70 km nếu mang bom lượn KB mới hơn và có tầm bắn xa hơn. Khoảng cách này đủ xa khiến lực lượng phòng không hiện tại của Ukraine, gồm máy bay chiến đấu và khẩu độ tên lửa thời Liên Xô triển khai trên mặt đất, không phải lúc nào cũng có thể bắn trả. Tuy nhiên, các phi công lái F-16 của Ukraine có thể thực hiện công việc đó. Có khả năng Ukraine đang mua tên lửa không đối không AIM-120D, có tầm bắn 160 km cho tiêm kích F-16, cho phép phi công Ukraine bắn máy bay mang bom lượn của Nga từ rìa phạm vi bao phủ phòng không của Nga. Tuy nhiên, tên lửa AIM-120 sẽ không đạt được tầm bắn như vậy. Chuyên gia Bronk viết, khi đến gần mặt trận, phi công Ukraine sẽ phải bay ở độ cao rất thấp để tránh bị hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga phát hiện và bắn hạ. Khi được phóng ở độ cao thấp, tầm bắn của tên lửa AIM-120 có thể giảm đi hàng chục km và như vậy, máy bay ném bom của Nga có thể nằm ngoài tầm bắn. Trừ phi phi công Ukraine bằng cách nào đó có thể bay sâu vào những khu vực do Nga kiểm soát và cầm cự đủ lâu để phóng tên lửa. Vì vậy, giải pháp trước mắt cho Ukraine là tấn công các máy bay của Nga khi chúng đang ở mặt đất và kho chứa bom lượn của nước này. Chuyên gia Bronk nhận định, hiện tại, các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân của Nga là giải pháp tốt nhất của Ukraine để hạn chế thiệt hại mà không quân Nga có thể gây ra cho lực lượng Kiev ở tiền tuyến. Một số thành viên NATO đã cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng đây không phải là chiến lược sử dụng tốt nhất đối với Kiev. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào mùa hè này. Ông Jock Baros, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, có trụ sở ở Mỹ cho rằng việc sử dụng máy bay chiến đấu do mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ nga vào thời điểm này không có nhiều ý nghĩa về mặt quân sự ông baros nói bay càng gần biên giới và đi càng sâu vào lãnh thổ nga sẽ càng nguy hiểm và ukraine có nguy cơ mất cả máy bay chiến đấu hiện đại cũng như phi công giàu kinh nghiệm mà không dễ dàng thay thế theo ông baros trong tương lai khi có nhiều máy bay chiến đấu hơn một chiến lược như vậy có khả năng mang lại lợi ích đáng kể cho ukraine nhưng đây không phải là những gì họ có thể làm ở thời điểm hiện tại tim robinson chuyên gia hàng không quân sự tại Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh cho biết, F-16 có thể hữu ích trong việc tấn công các mục tiêu ở Nga, vốn nằm ngoài tầm bắn của các loại vũ khí khác. F-16 có khả năng đó, nhưng tấn công vào bên trong Nga là một nhiệm vụ nguy hiểm, đặc biệt đối với mẫu máy bay thế hệ thứ tư có chuyến bay đầu tiên từ năm 1974. Ông Robinson không cho rằng Ukraine khi đã có được những chiếc tiêm kích phương Tây lại chấp nhận rủi ro để mất chúng ngay sau đó. Một vấn đề khác là Ukraine vẫn đang thiếu phi công lái F-16, theo Politico, sẽ chỉ có khoảng 20 phi công Ukraine được đào tạo lái F-16 trong năm nay, và điều này sẽ hạn chế số lượng máy bay Ukraine có thể đưa vào tham chiến. Do đó, Ukraine có thể sẽ phải cân nhắc rằng, đối với những chiếc F-16 mà họ có, tốt hơn là nên giữ chúng lại cho đến khi họ có số lượng lớn để có thể triển khai các nhiệm vụ nhiều rủi ro. Chính phủ Bỉ đang giữ vai trò nước chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu EU ngày 21 tháng 6 thông báo bộ trưởng các nước thành viên sẽ bắt đầu đàm phán với Ukraine về lộ trình gia nhập tổ chức trong hội nghị dự kiến diễn ra tại Luxembourg vào ngày 25 tháng 6. Đàm phán giữa các bộ trưởng EU với Moldova diễn ra sau đó cũng tại hội nghị. Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi chuyển biến này là bước tiến lịch sử đối với người dân Ukraine trong hành trình hội nhập châu Âu. Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng hàng triệu người Ukraine chính xác là nhiều thế hệ người dân Ukraine đang hiện thực hóa giấc mơ châu Âu. Ukraine sẽ trở lại châu Âu, nơi chúng tôi thật sự thuộc về suốt nhiều thế kỷ và sẽ trở thành thành viên toàn diện của cộng đồng châu Âu. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vài ngày sau khi xung đột với Nga nổ ra. Gần 4 tháng sau, EU cấp tư cách ứng viên cho Ukraine, song động thái chủ yếu mang tính biểu tượng do lộ trình đàm phán được dự báo mất nhiều năm và Kyiv cần đáp ứng nhiều điều kiện về cải cách. Tuy nhiên, ngay cả khi các cuộc đàm phán bắt đầu quá trình Ukraine gia nhập EU vẫn có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập vào năm 2005, nhưng chúng hiện đi vào ngõ cụt. Albania, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia cũng đang trong tình thế tương tự. EU và Ukraine sẽ cần đạt được thỏa thuận đầu tiên về khung quy trình đàm phán. Giới quan sát lo ngại nỗ lực kết nạp Ukraine sẽ vấp phải cản trở từ một số nước thành viên mà nổi bật là Hungary nước sẽ kế nhiệm ghế chủ tịch luân phiên EU vào tháng 7 tới. Giới chức Hungary đã nhiều lần bình luận không muốn tổ chức đối thoại kết nạp Ukraine trong 6 tháng họ làm chủ tịch luân phiên EU. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán liên tục nêu lo ngại hỗ trợ từ châu Âu cho Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, có thể khiến xung đột kéo dài và mở rộng. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Bruxelles quyết định những chủ đề nào được đặt lên đầu danh sách. Khẩu hiệu chính thức trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng châu Âu của Hungary sẽ là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại, một quan điểm tương tự như của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Viễn cảnh này đã gây bất an cho các nhà ngoại giao châu Âu, những người lo ngại thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ tận dụng vị thế đó để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa, đặc biệt chính sách của EU đối với Ukraina được coi là có nguy cơ bị chệch hướng cao nhất. Hôm 18 tháng 6 khi Budapest công bố chương trình nghị sự chính thức cho cương vị chủ tịch luân phiên EU. Những lo ngại này dường như đã được xác thực. Janos Boka, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Hungary, đã nói rõ rằng nước này sẽ không giúp Ukraine mở cuộc đàm phán nào về tư cách thành viên EU. Chương trình nghị sự của Hungary đưa ra một số ám chỉ đến Ukraine liên quan đến nền kinh tế, toàn vẹn lãnh thổ, tái thiết, tác động an ninh, người tị nạn, vân vân, nhưng không phải trong bối cảnh mở rộng EU tướng Ukraine Denis Mihan và quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị John Bass đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 21 tháng 6 để thảo luận thêm về hợp tác song phương. Trước đó, cùng ngày, ông Bass đến Kiev để gặp các quan chức Ukraine và các đối tác khác nhằm nhắc lại cam kết của Washington đối với Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Mihan cảm ơn Mỹ đã tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine tại Thụy Sĩ và ủng hộ công thức hòa bình của Kiev. Ông Smihan viết trên Telegram, chúng tôi đã thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới một nền hòa bình công bằng trên lục địa châu Âu. Hai bên cũng thảo luận về việc Ukraine hội nhập NATO khôi phục ngành năng lượng thông qua các chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID, sản xuất quốc phòng chung và cung cấp thêm vũ khí cần thiết, trước hết là vũ khí phòng không. Thủ tướng Smihan cũng thông báo Mỹ sẽ phân bổ 7,8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine trong năm nay, đồng thời bày tỏ điều này sẽ giúp tăng cường sự ổn định tài chính vĩ mô của đất nước chúng tôi. Trong khi đó, về xung đột Nga-Ukraine cũng trong ngày 21 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về an ninh với Mỹ, nhưng phải toàn diện và bao gồm cả vấn đề Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh, cuộc đối thoại như vậy rất cần thiết vì có nhiều vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu đang tích tụ. Bình luận trên kênh Telegram ngày 21 tháng 6, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng Mỹ khá nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về một hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn nước này gia nhập NATO. Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moscow. Trong diễn biến khác, điện Kremlin cho rằng việc Mỹ quyết định cấm sử dụng phần mềm của công ty Kaspersky là động thái thường thấy của Washington nhằm gây thiệt hại cho một công ty cạnh tranh với các công ty của Mỹ. Ông Peskov còn lưu ý Kaspersky Lab là một công ty rất có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Phát biểu này nhằm phản ứng trước động thái nêu trên của Mỹ dựa trên đánh giá rằng phần mềm của Kaspersky có thể gây rủi ro trong bảo mật. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa qua trả lời đài phát thanh Kossuth rằng: "Tình hình có vẻ như phương Tây muốn đánh bại Nga với sự hỗ trợ từ Đức và sự lãnh đạo của Mỹ. Tôi nghĩ điều đó thật vô vọng. Ngay cả khi thành công, viễn cảnh vốn hoàn toàn không thực tế chút nào chúng ta vẫn phải trả một cái giá đắt không đáng thủ tướng hungary cho rằng nga chịu trách nhiệm về việc khiến xung đột bùng phát ở ukraine nhưng nhấn mạnh nguyên nhân chính là ý định gia nhập nato của kiev ông orbán nói rốt cuộc câu hỏi đặt ra là ukraine có trở thành thành viên nato hay không trung tâm của cuộc xung đột này là sevastopol ở crimea nơi sẽ treo cờ nato hoặc cờ nga ở cửa ngõ biển đen người nga nói rằng quốc kỳ của họ đang tung bay tại đó và họ không muốn đổi thành cờ NATO, cũng không muốn ở cạnh các nước NATO. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo phương Tây đang phạm sai lầm khi cố gắng làm tình hình ở Ukraine căng thẳng hơn, nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là không thể xảy ra. Ông Putin cho biết, thực tế thì phương Tây mong đợi chúng ta sẽ sợ hãi vào một thời điểm nào đó, đồng thời muốn Nga nhận một thất bại chiến lược ở Ukraine. Mọi người đều hiểu điều này đồng nghĩa với sự kết thúc của nhà nước Nga và điều này gần như không thể xảy ra do sự đoàn kết của chúng ta. Nga không cần phải e ngại điều gì, đây là logic cơ bản. Trong khi trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu với báo chí rằng để Ukraine trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nước này trước tiên cần chiến thắng trong xung đột với Nga. Ông Kirby nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng NATO là tương lai của Ukraine, nhưng còn rất nhiều việc phải làm trước khi Kiev có thể gia nhập khối quân sự này khi một phóng viên đề nghị ông giải thích thêm về điều kiện và con đường cho kiev quan chức này khẳng định quan điểm của washington là hoàn toàn rõ ràng ông kirby nêu bật đầu tiên họ phải thắng cuộc xung đột này vì vậy điều thứ nhất là chúng tôi đang thực hiện mọi thứ có thể để đảm bảo họ có thể đạt được điều đó sau đó khi xung đột kết thúc dù có thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ có đường biên giới dài với nga và một mối đe dọa an ninh ông kirby bổ sung rằng Washington sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, mặc dù tham nhũng vẫn là mối lo ngại lớn. Ủy viên thương mại châu Âu Vandis Dombrovski ngày 21 tháng 6 cho biết, Ukraine sẽ nhận được khoản tiền đầu tiên 1,5 tỷ euro, tức khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ từ lợi nhuận tài sản của Nga bị phong tỏa ở EU trước kỳ nghỉ hè. Mặc dù ông Dombrovski không nói chính xác khi nào Ukraine sẽ nhận được tiền, song các tổ chức EU thường nghỉ hè từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 9. EU đã nhất trí vào ngày 8 tháng 5 về kế hoạch sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản cố định của Nga để tài trợ cho nhu cầu tái thiết và quốc phòng của Ukraine. Theo các cuộc thảo luận trước đó, Kiev dự kiến sẽ nhận được khoảng 3 tỷ euro, tức khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ông Dombrovsky cho biết, chúng tôi ước tính các biện pháp của chúng tôi sẽ mang lại khoảng 3 tỷ euro, tức khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, và chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện việc chuyển số tiền đầu tiên là 1,5 tỷ euro, khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ trước kỳ nghỉ hè. Ông Dombrowski cho biết, ông cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được trong G7 nhằm cung cấp khoản cho vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bằng cách sử dụng nguồn thu từ các tài sản thuộc chủ quyền của Nga bị phong tỏa. Các đối tác phương Tây của Ukraine và các đồng minh khác đã phong tỏa số tài sản trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ của Nga kể từ khi nước này bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine năm 2022. Trong khi một số thành viên G7 như Mỹ đề xuất tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, thì EU lại do dự hơn vì lo ngại những cạm bẫy về mặt pháp lý và tài chính khi làm điều đó. Thay vào đó, Bruxelles tìm cách sử dụng lợi nhuận bất ngờ được tạo ra từ tài sản bị phong tỏa và chuyển chúng cho Kiev. Hồi cuối tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết, EU vốn đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 31 tỷ euro, hiện là nguồn cung cấp tài chính lớn nhất cho quốc gia Đông Âu này kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, Mỹ cũng là nước hỗ trợ tài chính quan trọng của Ukraine. Ông Marchenko nhấn mạnh, hỗ trợ quốc tế là chìa khóa để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thứ nhất Ukraine cho biết, chính phủ nước này hy vọng gói tín dụng trị giá 50 tỷ euro của EU dành cho Ukraine sẽ được thông qua lần cuối cùng và Kiev mong đợi sẽ được nhận thêm 3 đợt hỗ trợ trong năm nay. Gói viện trợ này sẽ được trích từ ngân sách của EU, được chia thành nhiều gói nhỏ dưới dạng các khoản vay hay gói hỗ trợ trong vòng 4 năm. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Thông tấn Nga Interfax ngày 22 tháng 6 dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi bày tỏ lo ngại về tình hình nguồn cung điện khẩn cấp từ bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Sau khi trạm biến áp Luch gần đó hư hại vì đòn tập kích bằng máy bay không người lái UAV, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở thành phố Enegoda do lực lượng Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia. Sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào trạm biến áp Luch, thành phố Enegoda đã bị mất điện nhiều giờ. Ông Grossi nêu quan điểm, thiệt hại tại trạm biến áp Luch ngay cạnh nhà máy Zaporizhia đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên nhà máy Zaporizhia sống ở Energoda, do đó nó ảnh hưởng đến an toàn và an ninh hạt nhân. Bảo vệ hạ tầng năng lượng là điều rất cần thiết. Theo truyền thông Ukraine, trước khi xung đột nổ ra, nhà máy Zaporizhia vận hành 6 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra 42 tỷ kWh điện một năm, chiếm 20% sản lượng điện hàng năm của Ukraine và đủ khả năng cung cấp năng lượng cho 4 triệu hộ gia đình. Đây không phải là lần đầu tiên IAEA cảnh báo về nguy cơ mất an toàn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, hồi tháng 4 rằng thế giới đang cận kề một vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo IAEA, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn hạt nhân như vậy phải được giảm thiểu bằng tất cả khả năng có thể của tất cả các bên. Phát biểu tại phiên họp, ông Grossi cho rằng mặc dù thực tế là cả 6 lò phản ứng của nhà máy này đang ở chế độ tạm dừng hoạt động, nhưng các vụ tấn công gần đây nhằm vào Zaporizhia đang khiến cộng đồng quốc tế tiến gần hơn đến một tai nạn hạt nhân nguy hiểm. Tổng giám đốc IAEA cho biết, nhóm giám sát của IAEA tại nhà máy Zaporizhia, ISAMZ, đã xác nhận đây là các cuộc tấn công đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022 nhằm trực tiếp vào nhà máy điện hạt nhân này. Theo ông Grossi, mặc dù các vụ tấn công lần này không dẫn đến sự cố phóng xạ, nhưng chúng làm tăng đáng kể rủi ro tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, vốn đang đặt trong tình trạng nguy cơ cao. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng Nga đang nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của IAEA để ngăn cản các mối đe dọa về an toàn tại Zaporizhia, đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân đã và vẫn là ưu tiên vô điều kiện của Liên bang Nga. Nỗ lực của chúng tôi, với sự hỗ trợ của lãnh đạo IAEA, đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các mối đe dọa về an toàn và an ninh tại Zaporizhia. Nga chưa bao giờ bố trí vũ khí hạng nặng tại Zaporizhia và chúng tôi cũng chưa bao giờ tấn công nó từ lãnh thổ của mình. Các chuyên gia IAEA tại Zaporizhia đã được Nga mời tới đó và họ biết rõ tất cả những điều này. Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Kisilisya, bác bỏ những cáo buộc của Nga và tái khẳng định cách duy nhất để thoát khỏi tình hình rất bất bình hiện nay là phi quân sự hóa hoàn toàn Zaporizhia và các vùng lãnh thổ lân cận. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được xây dựng từ năm 1984 đến năm 1995 là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 9 trên thế giới sau 3 năm xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả 6 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện đã tạm ngừng hoạt động. Dẫn lời phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ tại một hội nghị phe bảo thủ ở Michigan, Mỹ, kênh truyền hình RT đưa tin, ông Trump tuyên bố sẽ ngừng việc gửi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết sẽ giải quyết tình hình tại Ukraine nếu như ông tái đắc cử trong năm nay. Ông Trump nói về nhà lãnh đạo Ukraine, Mỗi lần ông ấy đến, ông ấy ra về cùng với 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy rời đi mang theo 60 tỷ đô la Mỹ và tuyên bố cần thêm 60 tỷ đô la Mỹ nữa. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Ông Trump nói trước đám đông người ủng hộ ở Michigan, tôi sẽ giải quyết vấn đề trước đó khi vào Nhà Trắng. Với tư cách là Tổng thống đắc cử, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những phát ngôn của chính quyền ông Biden về việc Ukraine gia nhập NATO được cho là một phần nguyên nhân Nga mở kế hoạch quân sự ở nước láng giềng 3 năm trước. Ông Trump nhận định trong một cuộc phỏng vấn với doanh nhân David Sachs, trong 20 năm, tôi đã nghe rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga. Tôi đã nghe điều đó từ lâu rồi và tôi nghĩ đó thực sự là lý do tại sao cuộc xung đột này bắt đầu. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cho hay chưa có bất cứ cuộc thảo luận nào về kịch bản xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khi ông Trump còn ở Nhà Trắng nhưng ngay khi ông Biden kế nhiệm ông, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Ông Trump cho rằng một trong những vấn đề chính ở đây là các phát ngôn từ phía Nhà Trắng dưới thời ông Biden. Ông Trump nhận định ông Biden đã nói những điều không nên. Một trong những điều đó là ông ấy nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Sau đó, ông Sách nói rằng vào tháng 1 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo với Moscow rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO và Washington cũng nói về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở đây. Ông xác nhận định, đây là lý do Nga quyết định tấn công một tháng sau đó. Ông Trump hồi đáp, giả sử bạn đang điều hành nước Nga thì bạn sẽ không vui lắm khi nghe điều đó đâu. Nhấn mạnh kịch bản Ukraina gia nhập NATO đã nhiều lần được cảnh báo sẽ kéo theo căng thẳng gia tăng. Ông Trump cho rằng ý tưởng kết nạp Ukraina vào NATO có tính khiêu khích. Trước đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có thể chấm dứt xung đột Nga Ukraina bằng cách gây áp lực buộc Ukraina từ bỏ một số lãnh thổ theo những người đã thảo luận về vấn đề này với ông Trump hoặc các cố vấn của ông, đề xuất của cựu Tổng thống Trump bao gồm việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ bán đảo Crimea và vùng biên giới Donbass cho Nga. Họ hé lộ đề xuất này với điều kiện giấu tên vì những cuộc thảo luận liên quan là bí mật. Trong đó, một người thảo luận trực tiếp với ông Trump cho hay, vị cựu Tổng thống đã nói rằng ông nghĩ cả Nga và Ukraine đều muốn giữ thể diện, họ muốn có một lối thoát và rằng người dân ở những vùng của Ukraine sẽ ổn khi trở thành một phần của Nga. Cách tiếp cận như trên của ông Trump chưa từng được đưa tin trước đây. Nếu thành sự thật, có thể đảo ngược đáng kể chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn nhấn mạnh đến việc hạn chế sự gây hấn của Nga và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 2 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trên toàn quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên ông Biden dẫn trước đối thủ tính từ tháng 10 năm ngoái. Theo kết quả cuộc thăm dò của kênh truyền hình Fox News ngày 19 tháng 6, 50% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Biden vào tháng 11 tới, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò do Fox News thực hiện vào tháng trước, lúc đó ông Trump dẫn trước 1 điểm phần trăm. Khi các ứng cử viên khác được đưa vào cuộc thăm dò, ông Biden dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm, với tỷ lệ 43% so với 42%. Các ứng cử viên độc lập gồm có ông Robert Kennedy Jr. và ông Cornel West lần lượt giành được tỷ lệ ủng hộ 10% và 2%, còn ứng cử viên đảng xanh Jill Stein được 2%. Trong cuộc thăm dò tháng 5 vừa qua, với sự góp mặt của các ứng cử viên khác, ông Trump dẫn trước ông Biden 3 điểm phần trăm. Kết quả cuộc thăm dò mới có thể cho thấy tác động từ bản án vào đầu tháng này đối với ông Trump, khi các cuộc thăm dò trên diện rộng từ thời điểm đó cho thấy ông Biden đang bám đuổi xích sao hơn, đôi lúc còn vượt qua vị cựu tổng thống này. Trong số các cử tri độc lập, một trong những nhóm nhân khẩu học quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm, tức là thay đổi 11 điểm phần trăm so với tháng 5, khi tỷ lệ cử tri độc lập ủng hộ ông Trump hơn ông Biden 2 điểm phần trăm. Theo chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Cộng Hòa, Darren Shaw, khuynh hướng này vẫn còn đó và góp phần định hình cuộc bầu cử. Với cử tri nữ và người cao tuổi, Tổng thống Biden giành được thiện cảm, phần nào giúp ông thêm vững vàng trong cuộc đua với ông Trump. Mặc dù các cử tri trẻ tuổi và người Mỹ gốc Phi bớt ủng hộ ông Biden nhiều so với năm 2020. Ngoài ra, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC cũng đã cùng nhau kêu gọi được 85 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 nâng tổng số tiền có trong ngân hàng lên 212 triệu đô la Mỹ vào cuối tháng. Đáng chú ý, con số này chưa tính khoảng 40 triệu đô la Mỹ do ông Biden và những người đại diện hàng đầu của ông huy động được trong những ngày gần đây, hay số tiền 20 triệu đô la Mỹ quyên góp riêng của cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg cho các tổ chức ủng hộ ông Biden. Tuy nhiên, số tiền gây quỹ của ông Trump trong ít nhất một tháng dường như làm số tiền gây quỹ của ông Biden bị lù mờ. Ekip của ông Trump vào Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa RNC thông báo gây quỹ được 141 triệu đô la Mỹ chỉ trong tháng 5 Trong đó có hàng chục triệu đô la Mỹ được quyên góp ngay sau khi ông Trump bị kết án 34 trọng tội trong phiên tòa xét xử vụ chi tiền biệt miệng tại New York Cùng lúc đó tỷ phú Timothy Mellon cũng quyên góp khoản tiền lớn lên tới 50 triệu đô la Mỹ cho Ủy ban Hành động Chính trị SPAC ủng hộ ông Trump một ngày sau khi ông nhận bản án có tội Tính đến cuối tháng 5, đội ngũ tranh cử của ông Trump công bố có hơn 170 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Quân đội Mỹ thông báo đã phá hủy 4 tàu thuyền và 2 thiết bị bay không người lái của lực lượng hầu thị tại Yemen sau khi lực lượng này tiến hành một loạt vụ tấn công tàu thuyền trên biển đỏ trong thời gian qua. Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Sencom cho biết vụ việc không gây ra thương vong hoặc thiệt hại nào đối với tàu thuyền qua lại trên biển đỏ. Hành động của quân đội Mỹ diễn ra sau khi tàu chở hàng tu to của Hy Lạp đã bị tấn công hai lần hôm 12 tháng 6 và bị chìm ở biển đỏ ngày 18 tháng 6. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom của quân đội Mỹ cũng cho biết đã phá hủy hai xuồng không người lái của Hầu Thì ở biển đỏ. Sencom đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi các nhóm công nghiệp hàng đầu nhấn mạnh phải có hành động khẩn cấp ở Biển Đỏ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vào tàu buôn sau vụ chìm tàu thứ hai. Các nhóm công nghiệp hàng đầu nhấn mạnh trong một tuyên bố trước đó rằng những cuộc tấn công như thế này phải dừng lại ngay bây giờ. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực bảo vệ những người đi biển vô tội của chúng tôi và nhanh chóng giảm căng thẳng tình hình ở Biển Đỏ. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi những công ty trục vớt ngày 19 tháng 6 xác nhận tàu hàng Tu To thuộc sở hữu của Hy Lạp bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ vào tuần trước đã bị chìm. Lực lượng hải quân quốc tế đã được triển khai để hỗ trợ phòng thủ chủ yếu cho các tàu vẫn còn đi qua Biển Đỏ, nhưng các cuộc tấn công đã gia tăng đáng kể. Các nguồn tin cho hay cũng có mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng hầu thi sử dụng xuồng không người lái tấn công. Một nguồn tin trong ngành cho hay khó phòng thủ trước các xuồng không người lái của hầu thi và loại thiết bị này có khả năng gây thương vong cao hơn khi tấn công. Từ tháng 11 năm 2023, lực lượng hầu thi sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các tàu thuyền tại biển đỏ và vịnh Aden. Tuyên bố hành động này nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Các cuộc tấn công đã khiến chi phí bảo hiểm cho các tàu đi qua biển đỏ tăng vọt, đồng thời nhiều công ty vận tải biển phải chuyển hướng sang tuyến vận tải dài hơn vòng qua mũi phía nam châu Phi. Trong bối cảnh đó, lần đầu tiên kể từ hồi tháng 1 năm nay đã có tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG thực hiện hải trình qua biển đỏ. Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của LSEG và Kepler, con tàu này mang tên Asia Energy, mang cờ Cộng hòa Palau, đã đi qua eo biển Pap An Mandap hôm 18 tháng 6. Trước đó, tàu đã cập cảng Soha ở Oman. Hiện chưa rõ công ty nào là đơn vị thuê tàu này. Tuy nhiên, dữ liệu của hệ thống thông tin chủ tàu Aquasis cho thấy New Global Shipping là công ty quản lý tàu Asia Energy thuộc sở hữu của Lule One Service. Cả hai công ty này có trụ sở ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Theo nhà phân tích Olumide Azei của LSEG, Asia Energy là tàu đầu tiên chờ LNG đi qua eo biển nói trên kể từ tháng 1 năm 2024. Các công ty vận tải biển đã không thể triển khai hành trình của các tàu chờ LNG qua biển đỏ do tình hình an ninh bất ổn ở vùng biển này Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 21 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước căng thẳng gia tăng giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, khẳng định các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang nỗ lực làm dịu tình hình và ngăn chặn tính toán sai lầm. Ông Guterres lưu ý trước báo giới rằng một hành động liều lĩnh, một tính toán sai lầm có thể gây ra một thảm họa xuyên biên giới và nói thẳng ra là ngoài sức tưởng tượng. Cần làm rõ điều này, mọi người trong khu vực và trên thế giới không được để Liban trở thành một Gaza thứ hai. Quân đội Israel trước đó đã phê duyệt kế hoạch quân sự cho cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF nêu rõ các kế hoạch quân sự cho cuộc tấn công vào Liban đã được đánh giá và phê duyệt. Kèm theo đó là các quy định tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên chiến trường. Trước đó, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass, cảnh báo về nguy cơ nổ ra xung đột quy mô lớn với Liban. Sau khi Hezbollah, nhóm vũ trang gần như kiểm soát nền chính trị nước này, công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV của họ áp sát loạt cơ sở hạ tầng và địa điểm quân sự quan trọng ở miền Bắc Israel. Ông viết trên mạng xã hội X, Chúng tôi đang tiến rất gần đến thời điểm quyết định thay đổi các quy tắc chống lại Hezbollah và Liban. Trong một cuộc giao tranh tổng lực, Hezbollah sẽ bị tiêu diệt và Liban sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo các tướng lĩnh quân đội đã thẩm định và duyệt kế hoạch tác chiến cho cuộc tấn công tại Liban. Thông cáo từ IDF cho hay, quyết định đã được đưa ra nhằm tiếp tục tăng tốc mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân nhân tại thực địa. Phản ứng trước các tuyên bố từ Tel Aviv, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhấn mạnh lực lượng này sẽ phát động một giao tranh không kiềm chế, không quy tắc và không giới hạn nếu Israel mở chiến dịch tấn công lớn vào Liban. Cả hai bên gần đây đã liên tục gia tăng hoạt động phóng tên lửa và không kích qua biên giới, khiến mối lo về nguy cơ xung đột bùng nổ thành một giao tranh tổng lực càng có cơ sở hơn. Căng thẳng dọc biên giới Israel Liban đã gia tăng kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Hezbollah phóng nhiều rocket về phía Israel để thể hiện tình đoàn kết với phong trào Hamas. Israel cũng trả đũa bằng nhiều vụ pháo kích vào các cơ sở của Hezbollah ở đông nam Liban. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Các nguồn tin của Nga đã công bố đoạn video trên Telegram cho thấy một quả bom FAB-3000 M54 tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực Đông Bắc Hà Cốp. Đây được coi là một phương tiện có sức tàn phá lớn mà các nhà phân tích cho rằng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho Kiev. Loại bom này được trang bị một mô đun điều chỉnh để biến thành một quả bom lượn, nghĩa là nó có thể được phóng ở trên không từ rất xa. Khi va chạm, quả bom tạo ra một quả cầu lửa lớn. Với bán kính nổ lớn, vụ nổ sẽ toạc mọi thứ trên đường đi của nó, mặc dù chủ yếu là đống đổ nát từ các cuộc giao tranh trước đó. Blogger quân sự Nga Fighter Bomber cho biết cuộc tấn công thực sự đã trượt mục tiêu vài mét, nhưng vụ nổ có sức tàn phá lớn sẽ khắc phục sự thiếu chính xác này. Theo kênh này, các mảnh vỡ từ vụ nổ có thể bay xa hơn 1.200 mét. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tăng cường sản xuất bom FAB-3000 và một số loại bom khác như FAB-500 và FAB-1500. Cả ba loại này đều có thể được điều chỉnh và biến thành bom lượn nhưng vẫn chưa rõ loại nặng nhất có phải là vấn đề với máy bay vận chuyển hay không. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cho biết, việc sử dụng bom FAB-3000 mang lại cho Nga một loại vũ khí mới có khả năng phá hủy cao nếu nó được phóng mà không bị trừng phạt. ISV cho hay trong một đánh giá, việc các lực lượng Nga đã tìm ra cách phóng FAB-3000 là một bước phát triển đáng kể và sẽ làm tăng khả năng phá hủy trong các cuộc tấn công bằng bom lượn đang diễn ra của Moscow nhằm vào các lực lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo ISV, các lực lượng của Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn dẫn đường và không dẫn đường chống lại Ukraine, đặc biệt là ở Kharkov với sức tàn phá cao. Nếu các lực lượng của Nga có thể phóng hàng loạt bom lượn FAB-3000 hoặc thậm chí bom lượn dẫn đường nặng hơn, chúng có thể gây ra thiệt hại trên diện rộng hơn nữa cho các vị trí tiền tuyến và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga đã khiến Ukraine đau đầu trong suốt cuộc xung đột, nhưng loại bom này đặc biệt gây rắc rối trong một vài tháng qua. Không giống như bom lượn trọng lực thông thường, máy bay tấn công có thể thả bom lượn từ xa, trong nhiều trường hợp nằm ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine. Do những loại bom này có thời gian bay ngắn, tín hiệu radar nhỏ và quỹ đạo phi đạn đạo nên chúng cực kỳ khó bị đánh chặn. Cách duy nhất để thực sự đánh bại chúng là chặn chiến đấu cơ đang bay hoặc phá hủy các chiến đấu cơ này tại căn cứ của chúng. Với việc khả cốp đối mặt với các cuộc tấn công bằng bom lượn của Moscow trong những tháng gần đây, các quan chức Ukraine đã kêu gọi phương Tây nới lỏng các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí của họ để tấn công vào lãnh thổ Nga và một số hạn chế đó đã được dỡ bỏ. Trong khi đó, nhóm phân tích Deep State của Ukraine đánh giá các quả bom lượn là vũ khí thần kỳ của quân đội Nga và đến nay Ukraine trên thực tế vẫn chưa có biện pháp đối phó. Tuy nhiên dự kiến các tiêm kích F-16 của phương Tây sẽ được chuyển tới Ukraine trong vài tuần tới và những gì Kiev có thể làm với loại máy bay chiến đấu này đã ngày càng trở nên rõ ràng. Ví dụ không quân Ukraine có thể sử dụng tiêm kích F-16 để cố gắng đánh chặn máy bay ném bom Su-34 của Nga. Máy bay ném bom này đã thả 3.000 quả bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh nhằm vào các mục tiêu của Ukraine quốc phòng Nga, ông Andrei Pelosov đã có bài phát biểu tại buổi lễ ở Điện Kremlin dành cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của các học viện quân sự và an ninh. Ông Andrei Pelosov cho biết lực lượng Nga đã chiếm thế chủ động trên toàn mặt trận nhờ kỹ năng và tính chuyên nghiệp của họ. Ông Pelosov nói rằng, trong thời gian thử thách, quân đội và hải quân của chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng họ có khả năng ứng phó hiệu quả trước những mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng nhất. Hôm nay, trong kế hoạch quân sự, các binh sĩ Nga đang hoàn thành nhiệm vụ quân sự, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia và kiên quyết đấu tranh với những kẻ theo hệ tư tưởng Đức Quốc xã. Nhờ lòng dũng cảm, sự công hiến và thái độ làm việc chuyên nghiệp của họ, chúng tôi đã giành thế chủ động trên toàn bộ chiến tuyến và liên tục làm suy giảm tiềm năng chiến đấu của đối phương. Ông Pelosov đã mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc đấu tranh để thiết lập một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng. Tuần vừa qua đã chứng kiến giao tranh ác liệt dọc toàn bộ chiến tuyến. Lực lượng Nga đã tiến về phía Gulepole trên mặt trận Zaporizhia, củng cố đầu cầu gần Trasovia, và đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc Kharkov, gần Volchan và Lipsy. Trong khi đó, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các tài sản chiến lược của Ukraine như cầu và sân bay, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để săn lùng các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp. Phát biểu với các sinh viên tốt nghiệp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ tăng cường cung cấp thiết bị cho quân đội trên tiền tuyến, đề cập đến các phương tiện như UAV, xe bọc thép, chiến đấu cơ, vũ khí có độ chính xác cao và các hệ thống liên lạc. Trước đó, ông Andrei Pelosov cũng đã cho biết ưu tiên của Nga là giành thắng lợi trước Ukraine và thương vong tối thiểu. Ông Pelosov khẳng định giới chức Nga không thảo luận phương án tổ chức tổng động viên hay biện pháp khẩn cấp nào khác nhằm tăng quân số. Nga được đánh giá là có lợi thế về nhân lực lớn hơn Ukraine trên tiền tuyến. Ông yêu cầu phát triển giáo dục quốc phòng và tận dụng kinh nghiệm trong xung đột với Ukraine để vượt qua đối phương về mặt công nghệ. Nga khi công bố thương vong của quân đội nước này trong xung đột Ukraine. Phương Tây và Ukraine ước tính Nga mất hàng chục nghìn quân trong hơn 2 năm xung đột. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!